Ông Mười có cái hũ rượu đã nha. Đây là rượu sâm thượng hạng đó anh. Vậy hả? Dạ. Củ sâm cũng bự dữ á. Sâm này là người ta tặng tôi đó. Vậy hả? Mình uống thử nha. Mà uống được chưa? Được rồi. Thử hay thiệt gì cũng phải có lý do chứ. Vậy lý do này nè, tôi mới gia nhập người cao tuổi, được chưa? Ừ, lý do vậy cũng chính đáng đó. Rồi, để tôi lấy cho anh thử nha. Thơm quá. Mùi cũng lạ lạ. Thử đi, anh thử đi. Sao anh? Ủa, sâm này sâm gì mà sao tôi nghe nó mặn mặn? Ủa, sâm mà mặn gì anh? Mặn thiệt? Hay là cái miệng của tôi hôm nay nó có vấn đề? Ủa, kỳ vậy ta? Đâu, ông uống thử coi. Mặn thiệt? Rồi, để tôi thử. Sâm ngon gì mà mặn gì? Đúng không? Tôi nó mặn mà. Mặn thiệt. Bởi vậy, cái ủ rượu này là một là nó quá hạn, nó hư rồi. Hay là mua nhầm rượu giả vậy đó? Đâu có, rượu này là nhà thằng em nó nấu, làm gì giả được anh. Từ sớm giờ tôi cũng hơi ngờ ngợ rồi. Tôi nhìn nó không có giống củ sâm. Anh nhìn kỹ coi. Nó giống cái củ cải mặn á. Củ sâm người ta nó có nhánh, có rễ. Cái này nó trơn tru từ trên xuống dưới. Rồi nó có một cái chùm đọt lá trên đầu nữa kìa. Ông thấy không? Nè, cái này cái đuôi nè. Dưới là cái đầu nè, thấy chưa? Như vậy là ông bị người ta gạt rồi. Thôi tôi về ạ. Anh về thông cảm nha. Ôi tía. Dạ thưa tía, con mới qua. Mộng có nhà không tía? Không có tía má gì đây mày. Tao hỏi mày, cái củ mày đưa tao là củ gì? Dạ là nhân sâm 6 năm á tía. Sâm hả? Mày đứng đó chờ tao. Mày nói là nhân sâm hả? Đây là cái củ cải mặn. Dạ tía, có coi kỹ chưa tía? Kỹ gì? Nè, tao đã thử rồi đó. Trời ơi. Cái tao tưởng mày đã thay đổi rồi. Ai dè mày gian trá xảo quyệt, mày dám qua mặt tao hả? Dạ tía, chắc cái này là có hiểu lầm gì ở đây rồi tía. Lầm là tao lầm nè. Tao ghét cái thứ xạo xạo á. Tao cấm mày từ đây mày lãng vảng nhà tao nghe chưa? Tía ơi. Mày mà lãng vảng á, tao lấy cây tao đập mày què giò nó đi chết.